Vâng, Điện Mặt Trời Hải Đăng xin kính chào anh em đang xem kênh. Đấy thì chiều hôm nay em về một lô mới, đó là cái lô nguồn viễn thông cũ anh em nhé. Nguồn viễn thông cũ thì đợt này về được hơn chục con thôi, không có nhiều, giá của nó cũng mềm và chất lượng của nó cũng ok, cho nên cái loại này rất là phù hợp cho anh em sử dụng điện mặt trời anh em nhé. Đấy, thì cái này đầu tiên là nhà em có hai sở trinh này, một cái là ở trên cái cầu dao tổng này. Cái cầu dao này tốt lắm các bác ạ. Cái cầu dao này nó ok hơn áp nhiều, automat không ăn thua đâu. Khi mà nếu bị sét thì đánh thì nó xuyên qua áp được, nhưng mà cầu dao này dập xuống thì nó cách 2 phân thì chả có cái sét nào mà đánh thủng được. Đấy là một cái kinh nghiệm sử dụng điện mặt trời anh em nhé. Đây là một cái cầu dao, một sở trinh này em vẫn đang cấp cho con san UPS này, và nó đang sản xuất ra được 546W. Thì đương nhiên là cái sở trinh còn lại nó cũng như thế, nó cũng ra đây và nó cấp thẳng vào con nguồn này. Cái điều đặc biệt của cái con nguồn 53V này thì là điện mặt trời nó cũng chạy được. Đấy, điện AC nó cũng chạy được. Đấy. Tức là điện lưới nó cũng chạy được. Các bác có thể là dùng điện lưới để làm cái sạc 48V nhá. Hệ 48V các bác dùng điện lưới, các bác dùng cái này sạc tối đa được 30A. Đấy. Con này đây, thông số của nó đây, em quay qua thông số cho mọi người tiện theo dõi này. Đấy. 48V này. Số series có thứ có hết này. Đấy. Thì điện áp AC của nó là từ 100V đến 250V AC. Thì các bác cứ dùng điện mặt trời thì khoảng 150V là ok rồi. 150V đến 400V anh em nhá. 150V đến 400V của điện mặt trời là nó qua con sạc này thì sẵn sàng nó lắn về cho anh em được một cái điện áp là 53,5V và dòng tối đa của nó được 33A. Cái này là dòng tối đa nhé. Đấy, 53 mà nhân với 33 thì nó rơi vào khoảng 1.500W. Thế các bác cứ lối tiếp cho em độ từ 6 tấm đến 8 tấm đến 9 tấm trở lại. Đấy, cái loại 400W trở lên ấy, thì cấp qua con nguồn này thì để nó sạc xuống hệ 48V. Đây là em đang đấu qua một cái nguồn này, em đo luôn điện áp cho anh em xem này, theo dõi này. Đây em đo thứ nhất là em đo về cái điện áp điện áp của mặt trời nhá, cũng như là điện áp của đầu ra nhá. Đây anh em để ý này, đây là cái thang em đang để ở cái thang DC này. Đây DC đây anh em này. Đấy, đây là điện áp tấm pin xuống này. Đấy, anh em thấy chưa, 310V. Tức là em đấu 7 tấm đấy, 7 tấm nối tiếp và em được 310V. Thế thì đầu ra của nó này, đây là đầu ra này, dương âm này. Chờ chút, em chọc chưa đúng chỗ. Chọc nó phải đúng cái tiếp điểm của nó mới ra điện được. Đấy, 53,6V anh em nhé. 53,6V thì đúng là cái ngưỡng của cái bình ắc quy nó đầy đấy. Cái này thực ra nó là nguồn viễn thông thôi anh em ạ, nó không có gì ghê gớm cả. Trong cái hệ thống tủ điện của các cái trạm viễn thông ấy, nó đều phải có cái để tích trữ để chống mất điện ấy. Thì khi con này mà cắm điện lưới vào thì nó sạc xuống bình thôi, chứ cũng chả có gì ghê gớm cả. Nhưng mà cái tiện nữa là nó lại có thể là sạc bằng điện năng lượng mặt trời. Thì cái này nó thay thế cho một cái điều khiển sạc anh em nhé. Em thấy thì thấy rằng tất cả các loại điều khiển sạc ở trên thị trường ấy thì nó chỉ, em thấy con thần thánh là nó ăn ghê nhất là được 180V thôi. Nhưng mà em cũng chả thấy bao giờ là ai mà chạy 180V mà chạy được cả. Toàn đi 150V quay đầu, tức là 3 tấm các bác nối tiếp với nhau quay đầu. Thế thì rất là bất tiện. Bởi vì là tấm dàn pin của mình nó đang 8 tấm mà bây giờ các bác đấu 3 tấm thì bây giờ 5 tấm thì biết để đâu. Đấy mà lại phải đấu song nối tiếp rất là phức tạp. Thế các bác cái lối tất là đây cho em, lối tất và đưa vào con này. Thì các bác để ý này, hai cái cực này là cái cực lật cái đầu này, mặt giấy này lên này, thì hai cái cực này nó là cực điện vào, thì các bác có thể cắm điện lưới được, các bác có thể là cắm điện mặt trời cũng được. Đấy, còn đầu này là điện ra thì nó đầu dương là bên trong này, đầu âm này bên này các bác không được đấu. Riêng đó điện ra 48V mà DC nhá thì các bác đừng đấu ngược là hỏng ấy. Đấy, có mỗi vậy thôi chứ còn nó chả làm sao cả. Đấy, nguồn viễn thông anh em nhé. Đấy, đây là còn có mấy con thôi. Thì trước khi mà gửi đi thì em cũng sẽ test kỹ để gửi cho các bác này, khỏi phải suy nghĩ.
Đấy, em gửi thêm một cái cầu đấu như thế này nữa. Đấy, thì ngay đây em sẽ cho các bác xem nội thất của cái con này nó như thế nào anh em nhé. Em thấy là khá là ok đấy, khá là ok anh em nhé. Đây, mở nội thất thì phải mở bên này. Đấy, khá là ok. Ruột của nó là thôi mở con khác cần gì mình nhiều này mà. Con nào cho được. Vì nó rất là hay. Rất đến từ con ốc các bác ạ. Đến cái con ốc của nó bằng inox đi. Nó là cái nguồn viễn thông thôi. Nhưng mà cái con ốc của nó cũng bằng inox luôn. Rất là chắc chắn và đẹp. Đấy, chạy thì cực kỳ ổn định luôn. Hồi trước thì cũng được về được mấy con này thì cũng bán cho các bác hết mất rồi. Đấy, đợt này thì có thêm một lô này nữa. Đây anh em này, anh em để ý này. Linh kiện của nó đây. Rất là đặc. Đặc xịt luôn, linh kiện của nó rất là chắc chắn. Thì em nghĩ là được là được đấy, con này nó được nó không hỏng đâu. Đấy. Linh kiện của nó này, đây có hai quạt tản nhiệt này, còn đến những cái tụ này, những cái cuộn cảm này. Nó tuy rằng là nó cũng sử dụng lâu ngày rồi nó cũng hơi bụi một tí nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Mình thổi đi một tí thì thổi mà không thì cũng kệ nó cứ chạy. Đấy, nó rất là lành. Ok là ok thôi. Anh em nhé. Đấy, chất lượng thì em không thuộc lắm về cái mạch này đâu. Chỉ biết là điện lưới vào cũng được, điện mặt trời vào cũng được. Sẵn sàng nó lắn hết về DC 53,5V. 53,5V thì chính là cái ngưỡng điện áp mà các cái bình ắc quy đầy, bốn bình ắc quy nối tiếp với nhau đầy thì được 53,5V. Đấy, nó là sạc cái hệ 48 anh em nhé. Các anh em mà không có cái sạc nào mà để sạc hệ mặt trời lớn như thế thì anh em cứ lối tiếp các tấm vào 8 tấm rồi. Anh em đưa vào con này thì hoàn toàn nó sạc xuống 48V là ok, đầy là 53V. Tất nhiên là con này thì nó không có chế độ tự ngắt như những cái con sạc MBBT kia, nhưng mà nó tiện một cái là mình có thể đấu cả giải 8 tấm. Ok. 8 tấm đều có thể là phù hợp cho cái hệ thống ắc quy của mình. Đấy. Các bác cứ sạc xuống ắc quy thôi. Các bác kể cả không cần sạc các bác cũng vẫn chạy được. Nhưng mà nó sẽ nhập nhằng. Đấy, nó các bác chạy khoảng 1.000V, 1.000W trở xuống thì ok. Nhưng các bác mà chạy trên 1.000 lúc mà nó lắng nó dâm nó sập xuống ấy, thì tất nhiên con này nó không chạy. Mà con này chạy không chạy thì nó không cháy đâu, nó chỉ nhập nhằng thôi, nó tạch cái nó nhảy xuống, điện yếu thì nó tạch cái, xong rồi nó lại chạy lên luôn. Đấy, chứ còn nó cũng không chết, anh em nhá. Đấy là những cái bộ nguồn mà cho con viễn thông này, nguồn viễn thông thải này cũng được ôm được nhiều lắm, nhưng mà thôi em cứ bán túc tắc. Đấy, bác nào biết lấy thường các bác lấy mấy con cơ. Giá công khai của con này là 750.000 các bác nhé, 750.000 một cái. Anh em thấy ông nào ưng thì em thường là em cũng báo giá luôn. Ông nào ưng thì mua thôi. Thế em cũng không có thời gian nhiều để xem YouTube xong trả lời các comment đâu các bác nhé. Số điện thoại em để dưới góc phải màn hình. Các bác yêu thương thì cứ mua hàng giúp em là ủng hộ em ok lắm rồi. Đấy. Video này là em giới thiệu với các bác một giải pháp về như thế. Lấy điện mặt trời sạc bình ắc quy 48. Con này chỉ sạc được 48 thôi nhé, bởi vì thông số của nó là 53,5V, là nó sẽ sạc đầy bình. Hệ thống bình 48V là con này nó sẽ sạc được. Tất nhiên nó không có cái hệ thống là sạc nhỏ giọt gì thì là 3 giai đoạn đâu. Con này nó cứ sạc có mỗi giai đoạn thôi, tùy theo pin. Mà pin nắng to thì nó sẽ nhiều điện thì nó sẽ sạc dòng lớn, còn pin nắng yếu thì nó dòng nhỏ thôi. Nhưng mà tối đa của nó là không quá 33A. Đấy. Cho nên là anh em cứ thấy cân nhắc phù hợp cái gì thì dùng cái đó nhé. Rồi, cảm ơn các bác đã xem video. Thấy hay thì đăng ký kênh giúp em. Xin cảm ơn.